Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Tinh Tế. Mình để ý rằng là kể từ khi mà bọn mình làm những cái video, những cái nội dung về cái chiếc màn hình Apple Studio Display này thì bọn mình cũng đã nhận được lại khá nhiều cái câu hỏi rằng là khi chúng ta dùng cái chiếc màn hình này với một cái chiếc laptop hay là một cái chiếc máy Windows thì nó sẽ như thế nào? Những cái trải nghiệm của nó so với là khi chúng ta dùng với lại một cái chiếc máy Mac thì nó sẽ khác ra sao? Và nó có những cái ưu điểm gì hay là nó có những cái nhược điểm gì? Và cuối cùng là liệu chúng ta có nên mua cái chiếc màn hình này để dùng với lại máy Windows hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ lại với anh em cũng như là mình muốn giải đáp cho anh em những cái câu hỏi và những cái thắc mắc đó. Ok, và video sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mình đã thử sử dụng hệ điều hành Windows trên cái chiếc màn hình này khoảng 2 ngày và mình sẽ tóm lại với anh em về ba cái vấn đề. Thứ nhất, đó là về cái độ phân giải cũng như là về cái tỷ lệ scale trên cái chiếc màn hình này nó như thế nào. Thứ hai, đó là về cái hệ thống âm thanh nó sẽ hoạt động ra sao, về microphone, về loa nó sẽ như thế nào. Cái thứ ba, đó là về cái hệ thống webcam, cái camera của cái chiếc màn hình này khi dùng với máy Windows thì nó sẽ khác gì so với dùng với máy Mac. Và vấn đề đầu tiên đó là về độ phân giải cũng như là về cái tỷ lệ scale. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem, mình vào setting nè, rồi mình vào display thì anh em thấy nó hiển thị độ phân giải là 5K, tức là recommend của Windows thế là 5K luôn, và cái tỷ lệ scale của nó là 200%. Cái chiếc màn hình này nó có cái kích thước màn hình là 27 inch, cho nên là với cái tỷ lệ 200% này, với cá nhân mình ở cái khoảng cách này là vừa đủ, tức là mình sử dụng nó rất là thoải mái, chữ nghĩa của nó vừa và nó không có bị quá to cũng như nó không bị quá nhỏ. Và đặc biệt á, ở cái vị trí của mình khi mình nhìn vào chiếc màn hình này, mình nhìn vào những cái chữ nghĩa ở trên đây, nó sẽ không bị cái tình trạng rỗ, tức là mình sẽ không nhìn thấy cái răng cưa ở trên những cái chữ cái như thế này. Ví dụ bây giờ mình thử tăng cái tỷ lệ scale lên là 225% thử nha, nó vẫn ổn thôi, nhưng mà lúc này mọi thứ nó sẽ to hơn một xíu. Nhưng mà với mình dùng nó ở cái mức gọi là 200% là vừa đủ. Những cái ứng dụng, những cái cửa sổ mình mở lên thì nó cũng có cái kích thước vừa phải. Tiếp theo đó là về tốc độ làm tươi như thế nào. Dĩ nhiên nó có tốc độ làm tươi là 60Hz, và mình đang dùng một chiếc laptop của Asus, nó có cái tốc độ làm tươi là 90Hz, tức là cái màn hình của chiếc laptop này nó là 90Hz, còn cái màn hình của Apple Studio Display thì nó chỉ có 60Hz thôi, nó nhận đủ 60Hz. Và hệ điều hành Windows thì chúng ta có thể theo dõi được, cũng như chúng ta có thể biết được là cái độ sâu màu. Như là hệ điều hành Windows này đang thể hiện thì cái chiếc Apple Studio Display có cái độ sâu màu là 10 bit màu. Dĩ nhiên cái chiếc màn hình này nó không hỗ trợ HDR. Còn nếu cái chiếc màn hình nào mà chúng ta có hỗ trợ HDR thì sẽ có một cần gạt công tắc, đó là on hoặc là off. Còn cái chiếc màn hình này nó không có. Tóm lại thì về độ phân giải, tỷ lệ scale cũng như là về cái tốc độ làm tươi và những cái thứ khác liên quan đến màu sắc là ổn, và chúng ta phải dùng Windows với cái màn hình này rất là ok. Thì anh em cũng biết rằng là Windows nó sẽ có một cái lợi điểm so với lại Mac, đó là nó có thể khả dụng và nó có thể tương thích với bất kỳ một màn hình có một cái độ phân giải nào, từ Full HD cho đến là Quad HD cho đến là 4K cho đến 5K thậm chí là 6K, và nó sẽ tự động scale làm sao cho chúng ta có một cái trải nghiệm nó ổn nhất. Nó khác với lại macOS rất là nhiều, và mình cũng đã có một cái bài viết hướng dẫn cho anh em lựa chọn màn hình dùng cho Windows và lựa chọn màn hình dùng cho Mac thì nó sẽ cần có những cái tiêu chí gì. Anh em hãy đọc lại cái bài đó nhé. Tiếp theo về hệ thống âm thanh, tức là về microphone, về loa thì nó sẽ hoạt động ra sao. Cái chiếc Apple Studio Display này có cái hệ thống 6 loa và 3 microphone. Khi mà chúng ta dùng nó với lại máy Mac thì Apple nói rằng là cái hệ thống loa của cái chiếc màn hình này nó hỗ trợ cái tính năng là Spatial Audio, tức là tính năng âm thanh không gian, tương tự như là khi chúng ta nghe với lại những cái chiếc iPhone hay là chúng ta nghe nó với những cái chiếc AirPods. Còn ở trong cái hệ điều hành Windows á, ở trong cái phần mà tùy chỉnh về âm thanh thì nó cũng có một tính năng gọi là Spatial Sound, tức là bây giờ chúng ta vào cái phần System nè, chúng ta vào Sound và chúng ta chọn All Sound Devices, chúng ta chọn cái loa là Studio Display. Đó, chúng ta kéo xuống dưới, đó, anh em thấy là đây chúng ta sẽ có cái gọi là Spatial Sound. Đó, mặc định nó sẽ tắt, rồi chúng ta có thể bật lên và chúng ta dùng cái công nghệ là Windows Sonic for Headphones. Thì mình đã bật cái tính năng này lên và mình nghe thử thông qua Apple Music. Đó, là những cái bài hát nào nó hỗ trợ âm thanh không gian thì mình không nhận ra được cái sự rõ ràng về cái âm thanh 360 độ Spatial Audio này.
Với macOS thì nó sẽ có thêm nhiều cái tính năng khác nữa. Và tổng quan lại thì với cái trải nghiệm về âm thanh, tức là về cái phần nghe của mình với cái chiếc màn hình này, kể cả khi dùng Windows lẫn khi dùng Mac thì nó đều tương tự như nhau. Nó đều cho cái chất lượng âm thanh hay như nhau. Và 6 loa của nó cũng như là cái âm bass của nó đều giống như nhau và không có sự khác biệt. Tiếp theo là về hệ thống microphone. Như mình đã nói, cái chiếc màn hình này nó có tới 3 microphone. Và mình đã thử với cái ứng dụng Google Meet. Nó nhận cái micro là micro của cái chiếc màn hình Studio Display, anh em thấy đây. Và loa thì nó cũng sẽ nhận là loa của cái chiếc màn hình Studio Display luôn. Về cái trải nghiệm âm thanh thì anh em dùng với Windows và anh em dùng với Mac gần như là nó cho một cái trải nghiệm tương đương nhau về chất lượng âm thanh, về cái khả năng đàm thoại đó, cũng như là về cái khả năng mà chúng ta nghe gọi. Rồi, đó là giải quyết xong cái vấn đề thứ hai. Tiếp về cái vấn đề thứ ba, đó là về cái camera. Chiếc Apple Studio Display này nó có một camera có độ phân giải là 12 megapixel và nó có hỗ trợ cái tính năng Central State, tức là nó sẽ dựa vào cái số người trong cái khung hình để nó có thể zoom vô hoặc là nó zoom ra để chúng ta có một cái không gian hội thoại làm sao cho nó vừa mắt nhất. Và nếu như mà có nhiều người cùng xuất hiện trong một khung hình thì nó cũng sẽ làm sao để chúng ta có thể bao quát hết tất cả mọi người. Thì cái tính năng Central State đó sẽ chỉ hoạt động khi chúng ta dùng với máy Mac. Mình đang thử mở cái webcam, chính là cái webcam của chiếc màn hình nó luôn. Anh em thấy rõ ràng là khi mà mình di chuyển, nó không có Central State, tức là cái tính năng này nó sẽ không hoạt động với lại hệ điều hành Windows. Đó, thì đây là một nhược điểm khi mà chúng ta dùng cái màn hình này với hệ điều hành Windows. Thì cái điều này anh em cũng không có gì gọi là quá căng thẳng. Đây là cái điều chúng ta có thể hiểu được. Bởi vì những cái gì mà tinh túy nhất thì dĩ nhiên là Apple sẽ luôn luôn giữ cho cái hệ điều hành của mình, cũng như là giữ cho những cái thiết bị của mình. Bởi vì ở bên trong cái chiếc Apple Studio Display này nó có con chip, đó là Apple A13. Và những cái con chip đó của Apple thì nó sẽ giao tiếp rất là tốt với nhau. Thì máy Mac sẽ giao tiếp tốt hơn. Và khi mà anh em dùng cái màn hình này với Mac thì nó sẽ phát huy toàn bộ những cái tính năng cũng như là những cái gì đặc biệt nhất của chiếc màn hình này. Còn khi mà dùng Windows, chúng ta sẽ chỉ đạt được khoảng từ tầm 90-95% thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử mở cái ứng dụng webcam mặc định trên Windows thì nó sẽ ra sao. Và đây là cái ứng dụng webcam camera mặc định trên Windows. Và anh em thấy rằng là nó hoàn toàn tương thích với lại máy Windows. Tức là chúng ta sẽ không cần phải cài driver, chúng ta sẽ không cần phải update bất cứ một cái gì hết. Chúng ta chỉ cần là plug and play mà thôi. Đó. Và cái độ phân giải tối đa mà mình trong đây ghi nhận được đó chính là 2,1 megapixel. Trong khi cái webcam đó thì nó sẽ có độ phân giải tối đa là 12 megapixel. Ở thì đây nó nhận được là Full HD, tức là 1080p đó. Còn cái chất lượng quay video thì chúng ta sẽ quay được với cái độ phân giải tối đa là 1080p 30 frame. Đấy. Rồi, về cái góc, khi mà anh em dùng với là máy Mac á, thì cái tính năng Central State sẽ có một cái góc rất là rộng bởi vì 12 megapixel, mà cảm biến này là cảm biến ultra wide và nó sẽ tự động thay đổi cái góc độ. Nhưng mà còn ở với Windows á, thì chúng ta sẽ chỉ có một cái góc cố định giống như vậy thôi. Chúng ta sẽ không thể nào mà mở rộng nó ra, hay là chúng ta sẽ không thể nào di chuyển. Nói chung là chúng ta sẽ không thể sử dụng cái tính năng Central State đó. Chung quy lại thì là vậy. Và anh em thấy cái chất lượng cái webcam này như thế nào? Trong một số những cái bài đánh giá của những cái trang khác ở cái thời gian đầu á, thì người ta đánh giá rất là tệ về cái webcam này, bởi vì nó giống như là nó là một cái bản update chưa hoàn chỉnh vậy đó. Cho nên là Apple cũng nói rằng là họ sẽ cải thiện cũng như là họ sẽ update cái phần mềm cho cái chiếc màn hình này để nó có một cái chất lượng webcam tốt hơn. Xin chào anh em, thì đây là những cái hình ảnh mà anh em đang thấy từ cái webcam của cái chiếc Apple Studio Display khi mình nối nó vào chiếc laptop Windows. Thì hình ảnh, âm thanh anh em đang nghe là đều thu trực tiếp từ chiếc màn hình này. Và anh em thấy sao về cái chất lượng âm thanh, về hình ảnh, về độ sáng? Mình đang sử dụng ánh sáng trong phòng, tức là ánh sáng thông thường bình thường mà chúng ta hay ngồi trong những cái tòa nhà hay là trong những cái văn phòng để làm việc. Đó. Thì anh em thấy như thế nào? Chất lượng hình ảnh, về cái độ chi tiết, về độ sáng, độ tương phản, tất cả mọi thứ thì anh em thấy sao? Còn với cá nhân mình thì mình thấy rằng là đây là một cái chất lượng webcam nó nằm ở cái mức ổn. Tức là nó không quá tốt và nó cũng không quá tệ. Mình dùng với lại Mac thì nó cũng cho ra một cái tổng quan chất lượng nó cũng tương tự như vậy. Đấy. Một cái nho nhỏ nữa đó là chúng ta thử những cái ứng dụng, nhưng hay là những cái phần mềm
và ở trên Windows thì nó sẽ tương thích ra sao với một cái màn hình có độ phân giải cao như là cái chiếc màn hình này. Thì mình có sử dụng cái ứng dụng Evernote. Thì đây là cái ứng dụng mà mình dùng để viết những cái nội dung chia sẻ với anh em chuyên tinh tế. Anh em thấy rõ ràng là khi mà mình mở cái ứng dụng Evernote này ở trên cái màn hình có độ phân giải là 5K thì anh em thấy nó scale rất là tốt và cái chữ nghĩa của nó không có bị mờ, nó không có bị nhòe, rất là rõ nét và mình không có nhìn thấy bất kỳ một cái điểm mạnh hay là mình không nhìn thấy bất kỳ một cái răng cưa nào ở trên cái chữ cái hiển thị trên đây. Cái cách mà Windows hay là cái cách mà Microsoft họ hiển thị cái chữ cái ở trên hệ điều hành Windows nó khác khá nhiều so với lại macOS. Và ở trên cái chiếc máy Windows mà mình dùng á, với cái độ phân giải màn hình là vào khoảng là từ Full HD cho đến Quad HD thì ở cái khoảng cách này thì mình vẫn có thể nhìn thấy được cái răng cưa ở trên những cái chữ cái, nhưng mà trên cái chiếc màn hình có độ phân giải 5K này thì mình không hề nhận ra cái vấn đề đó. Rồi, một cái nữa đó là ở những cái menu như thế này nè, ở một số những cái phần mềm á, nó không tương thích với lại cái màn hình độ phân giải cao thì nó sẽ bị mờ hay là nó sẽ bị nhòe. Còn với Evernote này thì mình hoàn toàn không bị cái tình trạng đó. Mình thấy rất là rõ những cái chữ cái ở đây. Còn một số phần mềm khác như là Office thì nó vẫn hiển thị tốt trên cái màn hình độ phân giải 5K này. Còn những cái phần mềm đặc thù dành cho doanh nghiệp, ví dụ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, liên quan đến lĩnh vực kế toán hay là những phần mềm lập trình đặc thù thì nó vẫn chưa tối ưu tốt lắm. Một cái điều anh em dễ thấy nhất đó chính là những cái chiếc laptop doanh nghiệp có cái tầm giá khoảng từ 50 đến 60 thậm chí 70 triệu đồng nó vẫn có trang bị một cái màn hình chỉ là Full HD thôi. Đó tức là để cho nó có một cái sự tương thích tốt nhất với những cái phần mềm doanh nghiệp đó. Và mình đã từng thử một cái phần mềm đặc thù của kế toán ở trên một cái màn hình có độ phân giải 4K thì thực sự là cái chữ nó rất nhỏ và những cái menu, những cái tùy chỉnh thì nó rất là mờ và nó bị nhòe, thậm chí cái icon ở ngoài desktop nó cũng nhòe nốt. Đó chính là cái biểu trưng cho cái việc là những cái phần mềm đó nó vẫn chưa tương thích với độ phân giải cao, thì anh em nên lưu ý cái điều này. Rồi, một tính năng khá là nhỏ nhưng mà mình thấy rất là hay khi mà sử dụng chiếc màn hình này với Mac, đó là khi mà ví dụ mà mình xoay dọc cái màn hình này lại thì nó sẽ tự động xoay luôn cả cái nội dung trên màn hình. Tức là mình xoay dọc thì cái nội dung hiển thị chiều dọc, mình xoay ngang thì hiển thị chiều ngang. Còn với Windows khi mà mình xoay dọc thì nó không có tự động điều chỉnh được. Tóm gọn lại, cái câu hỏi đặt ra rằng là chúng ta có nên mua chiếc màn hình này để dùng với lại hệ điều hành Windows hay là không, thì nó sẽ tùy thuộc vào khả năng tài chính của anh em. Nếu như mà anh em dư tiền không thành vấn đề thì anh em cứ mạnh dạn mua chiếc màn hình này về. Nó có những cái điểm mạnh mà chúng ta không thể nào chối cãi được. Thứ nhất, độ phân giải cao. Thứ hai, thiết kế hoàn thiện quá đẹp. Thứ ba, đó là về hệ thống loa và âm thanh rất ngon. Thì gần như là 90-95% những cái trải nghiệm mà anh em có ở trên macOS thì anh em cũng sẽ có ở trên Windows, ngoại trừ hai tính năng. Thứ nhất là Central Step và thứ hai đó là cái tính năng mà tự động xoay lật màn hình. Còn lại thì những cái tính năng khác, ví dụ như là HDR này, hay là có một cái tốc độ làm tươi cao hơn đó, thì chúng ta sẽ có nhiều cái lựa chọn có cái mức giá rẻ hơn cái chiếc Apple Studio Display này mà nó sẽ đáp ứng được cho anh em hai cái tính năng đó. Rồi, và đó là gì mình muốn chia sẻ với anh em về cái trải nghiệm của mình khi dùng chiếc màn hình này với hệ điều hành Windows. Và nếu như thấy rồi thì hãy đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Và mình là Gia Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.